tôi luôn rơi đắng một tình yêu ngây ngô. Quên trong vòng tay của đời từ tháng lên. Mỗi khi đêm cao khi không thu nhận muốn được xa xa. Thì yêu cũng cả bay với chúng tôi đã muốn đi xa hơn. Một tiếng tôi đã chưa chút trong 30 phút thôi. Tôi đã tin lòng chẳng buồn hồi. Thôi đừng nói chia ly nữa mà chia cho
Sư bác sĩ hãy vỗ tay và ủng hộ cho sàn đi ta đây. Thank you.
là mẹ em làm 6 tuổi là nhà chú vào.